hồi mới lấy nhau nghèo lắm em ơi, đi chiếc xe cà đạch cà tan không biết kiểu gì chấm nhớ nữa, mà đi chút xíu cái nó hư chút xíu, cái nó bị bu di chút xíu bị gì quý nữa. Chứ sau từ từ hai đứa là mua được chiếc xe Vespa, sau đó là nhà chị mua được chiếc xe hơi. Wow. Rồi năm 80 mấy là chị với Quang Bình là người có xe hơi đầu tiên ở Việt Nam trong giới nghệ sĩ. Vậy hả? Năm 92 chị từ giả khán giả ở các sân khấu, khán giả khóc quá trời luôn. Khán giả lên tặng bông, hái mấy cái cây ở trong tụ điểm lên tặng cho chị, không có bông á, lên tặng cho chị rồi khán giả khóc, chị khóc. Rồi diễn ở Rạp Bến Thành là diễn show cuối cùng để đi đó. Trời ơi khán giả khóc quá trời, đi Rạp Bến Thành đó em. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta lại đến với chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Thúy Nga sẽ gặp gỡ ai đây? À nhớ rồi, một nữ nghệ sĩ đa năng, cái gì cũng làm tại xứ sở cờ hoa. MC cũng làm, ca hát cũng làm, hài cũng làm. Nói chung chỉ đa năng đúng không quý vị? À, nói tới nói luôn chắc mọi người cũng chưa biết là ai đâu. Thôi bây giờ để Thúy Nga ra đón để gặp gỡ cái người nghệ sĩ này và để biết người đó là ai nha. Hú hú, hai chị. Ồ, mới đi đâu về mà xung xa xung xính vậy? Có, đi lễ thăm Thúy Nga thôi. Vậy hả? Lâu quá chị đi đâu chị? Lẹ gì em chưa có mời chị vô nhà, chị hãy đứng đây chị nói chuyện với em chút xíu nè. Rồi lâu quá không gặp chị Trang Thanh Lan, mọi người đã nhận ra người đó là ai của tôi chưa? Rất là khó mới hẹn được chị Trang Thanh Lan đó mọi người, khó lắm luôn. Người ta làm như người ta có tuổi rồi, khó lắm. Ba hồi mời thì không được, ba hồi mời thì giống như trời mưa trời bão bùng lắm, chứ là nắng không ơ mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương. Giống như là tụi em giống như không đến duyên được với nhau á. Ông anh trời nói gì tự nhiên ta hiểu lầm. Coi như là tụi em sẽ không đến được với nhau trong một cái chương trình talk show gì đó. Thì cuối cùng ngày hôm nay đã cám dỗ chị được, mà bữa đó chị dặn em ơi ngày hôm nay mưa dữ lắm đó nha em, may quá trời vẫn trăng xanh. Ta có bữa đó mới mưa, bữa trước á, bữa hẹn mà chật chội mưa, bữa nay nắng đẹp mà. Bữa nay nắng mà bữa không mà bữa chị còn thầm câu chị nói bảy như là cái bữa hôm nay em hẹn chị là mưa đó. Không có, chị nói đừng có hẹn trời mưa nha. May quá quý vị ơi, hôm nay không có mưa mà chị Trang Thanh Lan đến mang cả một mùa xuân lại vậy đó, rất là sạch. Mùa hè. Bây giờ là mùa hè rồi quý vị. Bây giờ em mời chị vô nhà nha, để cho chị ngồi chị nói chuyện trò chuyện với em thâu đêm suốt sáng nha chị. Nhà đẹp quá vậy? Dạ nhà ta đó chị. Nghệ sĩ Trang Thanh Lan, tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, là một ca sĩ, diễn viên hài, nghệ sĩ cải lương, MC. Cô còn là người vợ đầu của ca sĩ Quang Bình, con trai cố nghệ sĩ Hùng Cường. Hiện tại ngoài tuổi 60, Trang Thanh Lan dù lẻ bóng một mình gần 20 năm, vẫn đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hãy cùng Thúy Nga lắng nghe những tâm sự của cô. Hôm nay đến với chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách, Thúy Nga rất là vinh hạnh khi được mời chị nghệ sĩ Trang Thanh Lan. Trước đây thì là mọi người sẽ biết chị là một ca sĩ nè, nhưng mà càng đi theo con đường nghệ thuật đó thì là chị diễn hài cũng rất là vui, và thậm chí giờ cũng làm talk show rồi làm hot các chương trình quý vị. Thì nói chung là chị là một người phụ nữ rất là đa năng. Đón chào chị. Đa năng hay đặc trung. Đi đâu chị cũng hài hết trơn, chị rất là hài hước nha. Hôm nay chị đến đây thì em rất là vui và được trò chuyện với chị. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái con đường nghệ thuật của chị. Là chị Trang Thanh Lan theo ca hát từ bắt đầu từ năm nào ta? Năm 1968. Dạ. Chị vô học chú Lâm là trước năm 68, là cuối năm 67. Rồi sau đó thì chú Lâm mới đưa chị lên trên sân khấu, cho chị lên thi tiểu lược ca sĩ Rạp Quốc Thanh đó. Lúc đó là chú Lâm tổ chức mỗi sáng chủ nhật cái Rạp Quốc Thanh là tiểu lược ca sĩ. Chị lên chị thi, chú Lâm đưa lên thi. Nhưng mà chú Lâm là chú Tùng Lâm hay? Ồ chú Tùng Lâm hài hả? Ồ là hồi đó là chị đi theo chú là đi theo con đường ca hát là chú đào tạo luôn hả? Nhà có chú Lâm thì có chú Lâm rồi anh Quốc Dũng rồi anh Bảo Thu, ba người thầy dạy trong lớp nhạc chú Tùng Lâm á. Ta lúc đó là đã vợt rồi cho nên đi lên Rạp Quốc Thanh thi á thì chị đậu. Con đường ca hát của chị á là chị lại theo một người thầy là lại chú là rất là nổi tiếng về hài nữa. Có nghĩa là như chuyện từ cái gian nó có cái gian của chú sao nên sau này chị hài cũng rất là có duyên. Sao tự nhiên sau khi mà chị đi qua Mỹ thì chị tự nhiên chị diễn hài, chứ hồi xưa ở Việt Nam không có biết diễn hài. Tính ra là chị theo con đường nghệ thuật mình là năm bao nhiêu tuổi rồi chị Trang Thanh Lan? 68 là lúc năm đó chị 16 tuổi. Wow, mới có 16 tuổi à. Là tuổi đó là chị còn đi học ở trường không? Con chị học tới đệ tứ chị mới nghỉ.
Có nghĩa là mình không cần phải thi trường lớp nào, mình có cái năng khiếu âm nhạc rồi mình đến với lại. Sau khi chị đậu ở Đại Quốc Thanh, lúc đó chị còn lấy cái tên thiệt là Nguyễn Lệ Liễu, chưa có tên chưa có nghệ danh. Thì sau đó đậu rồi chú Lâm mới đặt tên cho chị là Trang Thanh Lan, là chú Lâm đặt. Bên Trang Thanh Lan là chú đặt luôn. Lúc đó là chị có hát với ai không hay là chị hát một mình chị hay là hát mình ơn mình thôi. Cái bài mà năm 16 tuổi chị hát là chị còn nhớ cái bài nào? Bài hát đầu tiên là bài thầm kín với tiếng hát Hữu Phương. Dạ, chị có thể hát sơ một lần nữa cho chương trình được không ạ? Trời, bữa nay chị khang tiếng quá trời luôn á nha. Tự nhiên sáng ngủ dậy cái giọng chị nó khang đặc luôn. Nhưng mà cái bài hát đó là hát dở đừng cười nha quý vị. Xin trả cho anh lời nói ban đầu, cùng màu thư xanh anh viết cho em. Duyên kiếp ngăn đôi hai đứa mình rồi, còn nhắc chi cho thêm buồn, càng gợi thêm bao xót thương. Đó, khàn tiếng rồi đó. Đó là may khàn đó. Chứ chưa khàn tiếng còn chết với Trang Thanh Lan đó. Là chị theo con đường ca hát ở Việt Nam là bao nhiêu năm thì chị định cư ở Mỹ à? Tới sau 75 thì cũng lại gián đoạn thêm một thời gian nữa, khoảng chừng 1-2 năm. Thì sau đó chị mới thành hôn với Quang Bình. Hai vợ chồng mới đi hát nhiều. Lúc là năm tám mấy tới lúc mà chị đi năm 92 là chị hát nhiều lắm. Như các tụ điểm, các rạp hát ở Sài Gòn lúc đó là em coi nhiều lắm. Không có chỗ nào không có chị. Dạ, chị với lại ca sĩ Quang Bình, anh Quang Bình. Thì thời điểm đó là chị, lúc mà chị lấy anh Quang Bình là làm vợ ảnh là năm chị bao nhiêu tuổi? 81. Năm đó chị 27, 28 tuổi vậy. Ồ, hay ha, là cũng có ở nhà có người thích khe con cái cho mình. Ở Việt Nam trước em á. Dạ. Chị ba người làm. Và chị có đi hát rồi nghỉ ngơi, đi hát rồi đi chơi thì đâu có làm. Phải nói là một hiện tượng lúc đó đó. Đúng rồi. Còn cái hồi mà năm 80, tám mấy đó, lúc mà tụ điểm mở ra nhiều đó, là chị với Quang Bình là hát nhiều lắm, hát bài Đa Duyên Cưới Em, Cô Gái Kiêu Kỳ, Cô Gái Ba Lan Kiêu Kỳ. Những cái bài mà đưa tên tuổi tụi chị lên là bài Văn Câu. Đúng rồi, bài Văn Câu, em có nhớ bài đó, em có coi đi coi lại mấy lần. Cái thời điểm đó là hai anh chị là đến với nhau, là cái tình yêu là bắt đầu kết nối từ âm nhạc hả chị? Cái lúc đó là Quang Bình đi với bố Hùng Cường đi hát ở dưới tỉnh. Trong dạ. Cái chuyến đi đó có chị với là vợ chồng anh Bảo Thu với Thanh Tâm. Lúc đó là anh Quang Bình cũng hát rồi hả chị? Uh-huh. Có đi theo bố hát rồi. Và chị hát riêng, anh hát riêng. Dạ. Cái hai người hát riêng cái gặp thế nhau. Hát chung là sau khi thành hôn rồi mới là hát chung. Dạ, đúng dạ. Rồi, một thời gian sau mới là tìm được những bài mà song ca mà dí dỏm hài hước đó, hợp với là sở trường của chị. Không, em thấy giống như hai người ăn ý lắm nha. Cái giọng rất là hợp nhau luôn. Cái thời điểm đó mà nếu mà đi show như vậy á, là chị với anh Bình là đi bằng xe máy hay bằng một cái phương tiện gì ở Việt Nam chị? Hồi mới lấy nhau nghèo lắm em ơi. Đi với xe cà địch cà tan không biết hiệu gì chứ không nhớ nữa mà. Đi chút xíu cái nó hư, chút xíu cái nó bị bu di, chút xíu bị gì không biết nữa. Chứ sau từ từ hai đứa là mua được chiếc xe Vespa. Cái xong cái lúc mà chị sanh con gái rồi á, lúc là năm 86 gì đó, là lúc đó tụ điểm cho chạy nhiều đó. Sau đó là nhà chị mua được chiếc xe hơi. Wow. Rồi năm 80 mấy là chị với Quang Bình là người có xe hơi đầu tiên ở Việt Nam trong giới nghệ sĩ. Ồ, vậy hả? Năm 92 chị từ giả khán giả ở các sân khấu, khán giả khóc quá trời luôn. Ồ, dạ. Khán giả lên tặng bông, hái mấy cái cây ở trong tụ điểm lên tặng tụi chị, không có bông đó. Lên tặng tụi chị rồi khán giả khóc, chị khóc. Rồi diễn ở Rạp Bến Thành là diễn show cuối cùng để đi đó. Trời ơi, khán giả khóc quá trời, Rạp Bến Thành đó em. Tướng ha. Cái hồi đó chị với anh Quang Bình là đi qua Mỹ là mình đi theo diện gì chị? Gia đình bảo lãnh qua hả? Chị của chị bảo lãnh. À, chị bảo lãnh là bảo lãnh luôn anh Quang Bình đi luôn. Bảo lãnh cho chị với là hai đứa con thôi. Lúc đó là làm hồ sơ không có tên Quang Bình. Nhưng mà khi mà lúc mà đã gặp cái đoàn á, phải nói hỏi chứ. Tại lúc mà làm hồ sơ chị có nộp cái hôn thú. Khi là vô gặp cái đoàn thì phái đoàn mới thấy cái hồ sơ của chị, nó hỏi Quang Bình là ai. Chị mới nói là chồng tôi. Xong cái hỏi chị có muốn cho chồng chị đi với chị không. Chị nói muốn. Cái xong bé Na đó, nó chạy ra, nó kéo tay Quang Bình vô. Khi phái đoàn nó hỏi là anh có muốn đi với vợ con anh không, nó không muốn. Là trong vòng một tháng mình được xuất cảnh đi luôn. Ồ, lucky ha. Rồi lúc đó là khi mà chị ở Việt Nam đó, xô chậu mình nhiều như vậy mà chị với anh Quang Bình là đang một cái gọi là rất là nổi tiếng á, mà có xe hơi đầu tiên mà khi mình qua Mỹ á,
là cái công việc sự nghiệp nghệ thuật của mình có thuận lợi liền chị, hay là mình khó khăn những ngày đầu ở Mỹ? Ca sĩ định cư qua bên này đều cái thời gian đầu cũng phải gian truân lắm, cũng phải là cũng hơi khó khăn, nhưng mà mình là nhờ có một số tiền để mình đem qua đây mình sống thời gian đầu á thì là cũng đỡ. Và khi mà được gần 2 năm thì chị Quang Bình với chị là diễn cho trung tâm thiếu Nga. Thiếu Nga Paris cũng 20 á. Cũng nhanh chứ bộ. Dạ, cũng 20. Ừ. Chị bắt đầu là sau đó là tụi chị ca hát trở lại. Là hai người đi show suốt luôn. Ừ. Cái thời điểm mà chị qua đây á thì là năm đó là chị bao nhiêu tuổi chị Trang Thanh Lan? Năm chị qua đây là chị 39 tuổi. 39 tuổi. Coi như là những cái ngày mà khởi nghiệp đầu tiên ở đây nè. Ngoài cái nghề mà trước khi mà chị đến với ca hát á, chị có phải làm một cái nghề gì khác không? Chị thì mới qua đây là em biết cái vấn đề mà quảng cáo trong TV này nọ đó là chị đầu tiên đó. À. Chị đầu tiên hết là chị xung phong trong cái ngành mà quảng cáo mà quay những cái cơ sở thương mại đó là chị đó. Dạ. À, có khi quay cho mấy cái chỗ sửa xe rồi bán xe, dealer xe này kia đó. Ừ. Từ từ mới xong vô chợ Sài Gòn City rồi từ từ mới làm quảng cáo, là chị cũng là người đầu tiên quảng cáo ở đây. Ừ. Và tới có khi chị mới qua thì chị cũng có đi chuyển âm phim nữa. Có đi làm tiếng hả? Cũng làm để nuôi con chứ. Lúc đó hai đứa nhỏ còn đi học. Chị chuyển âm phim Tàu, chuyển âm cho Việt Thảo đó. Có, em có nghe giọng chị. Thì mình coi lại mới biết giọng chị với giọng anh Việt Thảo với anh Dân Sơn. Chứ còn nếu mà không ấy thì mình cũng không biết đâu. Mà em nhớ là dai chị toàn mấy cái dai cá tánh không à? Dai mà dữ dằn. Ờ, dữ dằn á. Đi lộn với hết đầu đường xó chợ, bả đi lộn trong chồng trong nhà chồng con, bả ba lá ra đường bả gây với người ta luôn, là cái dai đó. Trời, làm xong rồi cái cổ họng chị chảy máu luôn. Dữ gì đó hỏi chị? Có quen phải phục là những anh chị mà các em với các bạn mà làm phim bộ mà chữ ngâm á. Ừ. Rất là hay, quá hay luôn. Còn chị mình không có quen, em biết không? Dạ. Mình ráng mình nói á, mình nói mình không có nghĩ đó, với lại mình vô trễ, mình không biết cách kỹ thuật nhiều. Thành ra lúc đó là chị Hoa, vợ của anh Duy Khánh á, chị từ tường tận á. Ừ. Rồi người ta giỏi mà, người ta vô tới giờ người ta bấm cho người ta đi về. À. Mình dở đó, mình phải tối, mình phải tới. Tối mình phải tới. Là mình đến sau mình. Nhấn sau nhấn, rồi có khi mà nhấn mà hụt cái tiếng của người ta mình cũng bị la đấy chứ bộ. Cũng bị mấy bà mấy ông la chứ, trời ơi. Thôi để chị nhấn cho, để tôi nhấn cho. Để mấy ông bà nhấn cho chị nói thôi. À. Nó vui. Cực ha, em thấy cái con đường chuyển âm phim mà phía trong sau hậu trường nó thấy cái cực ghê nha. Những người làm cái ngành đó em thấy là vất vả. Có khi tối bị ma nhát nữa em. Ủa, có hả chị? Ừ, bị ma nhát nữa. Là cái trong cái chỗ mà thâu tiếng có ma luôn. Có anh Diệu Thảo á, ma super ma luôn em. Ủa, ma là ma nó nhát sao chị? Nó nhát mà nó không có hiện hình, nhưng mà nó làm rầm, thấy không? Chị Hoa đó, có hai chị em trong phòng thâu, mà phòng thâu nhiều phòng lắm. Dạ. Không, cái chị mới nói chị Hoa chứ, chừng nào nhìn Hoa đi restroom á, rủ em đi với nha. Ừ. À, cũng hai đứa đi chung. Thì tự nhiên trong phòng nó nghe tiếng đóng cửa, ngoài sau á đóng cửa. Ừ. Rầm lại. Cái chị mới trách bả vậy, nó bà là đi mà không kêu, bả không trách chị. Ừ. Hai bà đều mở cửa ra, thấy hai bà còn mở trong phòng hết, mà ngoài sau restroom á, tiếng giật nước và tiếng đóng cửa rầm rầm. Chị nghe sợ vậy. Lặng lặng đóng cửa đi về. Quang Minh cũng bị nhát. Quang Minh cũng bị nhát. Ủa, có nghĩa là cái chỗ chuyển âm đó có ma nhiều hả chị? Chỗ đó ma nhiều lắm em. Mà nhiều người bị không hay là có mình chị? Quang Minh bị nhát nè, thằng dì Quốc Tuấn cũng bị nhát nè. Ừ. Cái thời điểm đó là chị qua đây là chị phải lăn lộn nhiều nghề. Rồi anh Quang Bình có làm gì không? Hay là anh Quang Bình cũng đi hát? Đi hát. Là anh có phải làm một cái nghề khác gì nữa không chị? Không hề. Không hề luôn. Tính là ông cũng sướng ha. Chị giống như là cũng phải làm gánh vác nhiều. Thì chị đó là trên dưới trong ngoài, cha cũng chị, mẹ cũng chị, chủ cũng chị mà tớ cũng chị. Là làm hết á. Người đàn bà ôm đồm như thế gian là chị đó. Thì ôm đồm thì vừa đảm đang. Khi mà chị với anh Quang Bình qua đây á, thì em thấy là cuộc sống chị cũng là một cái người phụ nữ rất là chu toàn, lo hết mọi việc. Rồi chị với anh vẫn tiếp tục đi hát, vẫn có rất là nhiều show, nhưng mà có thể cho em chia sẻ là tại sao cái lý do gì mà anh chị lại bị đổ vỡ? Cái đó chị thấy là hết duyên nợ thì tự nó đổ vỡ thôi em ơi. Chị chịu không biết lý do gì. Bây giờ nào nói ra cũng dành phần phải về mình hết, thành ra chị không thích. Dạ. Cái đó là duyên nợ, hết nợ thì thôi. Hết duyên thì chia tay. Ừ. Nhưng mà cái thời gian mà chị với ảnh hết duyên mà hai người đang còn ca hát rất là nổi tiếng như vậy rồi là cắt luôn, không hát chung luôn. Ủa, cái gì? Lúc đó là chị cũng đã nhảy qua hài kịch rồi, chị cũng nhảy vô lên việc hài kịch. Còn đi hát show thì người ta gọi mình chị thôi. Tuy là sống một mình nhưng mà là hát đi lắm, vui lắm. Từ ngày chia tay với anh Quang Bình tới giờ chị không có nghĩ tới bước tiếp nữa hay là chị có bạn trai đi chơi, đi ăn uống, nhưng mà khoảng chừng mười mấy năm nay, 15 năm nay trở lại chị không có quen ai nữa, đóng cửa.
vô là vô tự vô lãnh cung luôn đó, đóng cửa tự giam, không có nhu cầu gì luôn, mình vô lãnh cung. Nếu ai theo hay là ai tán tỉnh cũng không chịu nữa luôn, không cho cơ hội. Ồ, tự nhiên cái khó ngang vậy hả chị? Ừ, không có cơ hội, không có tức là không có cho cơ hội luôn. Bây giờ chị vui với con cháu nội cháu ngoại là vui lắm. Cái thời mà ngày xưa em lần đầu tiên mà em qua Mỹ đó là em đi hát. À, em là em đi diễn hài, lúc đó chị cũng bắt đầu vừa hát vừa diễn hài với chị Hồng Đào rồi. Mà em thấy lúc đó chị cũng phơi phới lắm nha. Em nghĩ chị Trang Lan tháng nào cũng phải lấy chồng. Mà tới ngày nay em nghe chị nói cái câu chuyện là chị đã tự động đóng cửa lãnh cung của mình luôn. Tự giam mình vô lãnh cung. Cái đời sống của chị bây giờ giống như tu em, giống như là tu tại gia. Dạ. Ví dụ như là sáng bạn bè mời đi ăn thì đi ăn xong rồi về nhà chiều ăn cơm nước nhà với con trai á. Hai vợ chồng thằng con rồi ăn rồi xong mới vô phòng phòng coi YouTube rồi luyện phim hoặc là coi Facebook rồi coi những cái vở kịch hài. Ngày của chị là nhẹ nhàng vậy thôi, không có một cái nhu cầu gì. Không thì về nhà núp. Dạ. Nhà. Cái điều gì tự nhiên chị muốn là mình không có đến với ai? Tự nhiên sợ có người nằm kế bên. Thiệt à? Tự nhiên sợ có người lải nhải. Ồ. Sợ có người hỏi em đi đâu vậy, chừng nào em về, sợ lắm. Ồ. Chuyện đó thành ra chứ là tối mình nó thoải mái quen rồi, bây giờ mình nếu mà có ai nằm kế bên không chịu được. Cuộc đời của người nghệ sĩ ha chị ha, nó cũng nhiều cái gian truân chắc trở, cũng mỗi người mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cái thời điểm mà chia tay với anh Quang Bình á, chị có mất một thời gian buồn mà không đi hoạt động nghệ thuật hay là không đi ca hát được không? Chị vẫn bình thường, chị vẫn ca hát, thời điểm đó còn thêm diễn hài nữa. Tính ra là không, em thấy chị thấy công nhận là chị thương tổ nghiệp, thương chị. Tổ nghiệp ghê lắm, tại vì cái lúc mà chị đang buồn với cái chuyện mà gia đình á, tự nhiên tổ nghiệp cho chị nhảy qua lĩnh vực hài kịch em. Cái lúc chị nhảy qua hài kịch là lúc chị bắt đầu ly dị đó. Em hồi đó em coi mấy vở kịch ủa là lúc đó là chị ly dị hả? Em trời, em nói cái chị này công nhận hả, chị Trang Anh Lan hả, chị hát thì nó hay, mà tới cái chị đóng hài cái mặt chị tỉnh, cái mặt rất là tửng luôn á. Cái mặt giống như người đâu trên đó mà nói chuyện cái mặt bơ 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 vậy, mà rất có duyên. Có duyên mà cái miệng rất là chua ngoa nhưng mà coi là mắc cười, rất là thích. Thì cái thời điểm đó chị đi diễn hài, có nghĩa là chị chuyển qua một bước là đi hài không luôn. Rồi là lúc mà mình, em đâu có biết những cái ngày tháng đầu là chị diễn hài, mình ở ngoài sân khấu mình diễn hài cho người ta cười, cái xong mà vô mình chị quay bên Canada đó. Thì vợ chồng Quang Minh với Hồng Đào đi về, chị ngồi mình, chị trong hồ quá trai, chị khóc không em? Ủa sao, tại sao khóc chị? Không biết, tự nhiên chị thấy mình bơ vơ, mình lạc lõng, mình sao á. Là cái lần đó là lần khóc cuối cùng của chị, là trong cuộc đời là lần đó lần cuối cùng. Có nghĩa là chị diễn hài trên sân khấu quay hình, người ta cười dữ lắm, mà tới sau hậu trường tự nhiên chị ngồi chị khóc. À, người ta đi về hết rồi, vợ chồng Quang Minh Hồng Đào cũng đi về, cái chị ngồi mình trong phòng quá trang á, thấy cô đơn lạc lõng á. Cô đơn mà nó lạc lõng mà nó bơ vơ sao. Nhưng mà cái lần đầu chị diễn kịch mà chị diễn hài đó. Dạ. Chị nói trước khi chị ra cái chị run, mà cái quần chị nó giật giật chị nè. Chị run mà cái quần chị nó giật luôn, chị phải nắm ống quần vậy đó. Là cái ngày đầu tiên quay là quay chương trình hả? Quay chương trình đó. Cái chị ra chị quên hết em ơi. Dạ, không nhớ một cái gì trong đầu, cái đầu rỗng tuếch không biết mình phải nói cái gì luôn. Rồi xong sao? Đào hồi thấy chị mặt bơ rồi, cái mặt ngu. Con mẹ này chắc mẹ quên. Cái Hồng Đào mới nhắc đã nói, thí dụ như một keo niêu á. Chị đẩy cho chị nhớ. Chị nhớ, chị làm luôn cái rạo, mình làm hơn cái lúc mà tập nó mới ghê. Khùng hơn lúc tập. Chị Hồng Đào chỉ dân nhà nghề rồi, chỉ kịch mà biết là mình quên trước sau cái gì. Chị quê dễ biết lắm, mà chị ngu biết liền à. Chị quên tuồng á. Thôi mình như nhờ cái ngu đó nó thành cái duyên của chị luôn á. Lâu Hồng Đào thấy mặt chị ngu là biết chị mẹ này quên tuồng. Cho chị vừa hát nè, vừa hài nè. Bây giờ là đến cái tuổi này thì là làm hot cho một cái chương trình ở đài Việt Phát. Rồi ngoài ra chị còn tham gia cái gì nữa ta? Chuyện phố phường. À em nhớ rồi, hồi trước á, hồi ngày xưa chị ở Việt Nam hình như chị có đóng phim điện ảnh nữa thì phải. Có, ở đó xưa là năm đó năm chị 17 tuổi. Chị đóng cái phim Xa Lộ Không Đèn với chị Thanh Nga đó. Phim Xa Lộ Không Đèn là đạo diễn Hoàng Anh Tuấn, rồi của ông chủ hãng phim là ông gì, ông Tinh Phát. Cái vai chị ra nè ta? Em của chị Thanh Nga, một cái gia đình rất là nghèo ở dưới quê. Ở dưới quê thì không nghèo nhưng mà bị chiến tranh á, thì mới là ba má mới dẫn bầy con lên, là chị Thanh Nga là chị hai, chị là thứ ba, ba bốn đứa em nữa, rồi mới lên trên Sài Gòn coi như ở một cái đậu, một cái giống như cái nhà tranh vách nát vậy. Rồi ông ba chạy xe ôm
bà má thì đi bán chè, bán cháo này cái mỗi ngày mới đi gánh. Thì chị Thanh Nga là chị hai còn đi học. Chị cũng học, tối chị Thanh Nga về dạy chị học này kia đó, dạy mấy đứa em học. Mà trong phim đó bây giờ là coi như mất hết rồi, đi hết trơn rồi, có mình chị còn sống rồi. Vậy đó hỏi chị. Có mình chị thì đây bác Năm Châu hả? Rồi cô Kim Cúc, cô Tường Vi, cô Tí Hoa, chị Thanh Nga, anh Dũng Thanh Lâm. Còn mình chị sống sót đó. Còn sống sót mình chị. Sống dài đó. Nói gì cũng đâu trách được, chị còn trẻ mà. Bây giờ chú mê nói là cũng lớn hơn người nào, lớn chị mười mấy hai chục tuổi. Ồ, cái nhìn tới những cái thương ngang vậy đó. Cái kiểu vậy đó. Cái hồi đó khi mà chị được diễn với lại những cái người nổi tiếng như vậy là thời đó điểm, cái thời điểm đó là chị đã là người nổi tiếng chưa? Chưa, em lúc đó chị cũng mới đi hát à. Mới đi hát có 1 2 năm gì đó. Ồ, mà cái vai của chị có nhiều không? Vai cũng hình như cũng nhiều, chị Thanh Nga vai một thì chị cũng vậy. Rồi, bữa nãy chị kể chuyện á là chị đóng kịch đó chị run quá trời, mà cái lúc thời điểm đó mà chị được mời điện ảnh như vậy á, chị đóng chị có run không? Không, không có run. Tại vì chú Hoàng Anh Tuấn á là đạo diễn á, nói con không có sợ, ổng nói chị là con gái ổng không à, như là bố Hoàng Trung. Bố ngoài Trung chứ ngoài Trung ngoài Bắc mà cô Thúy Nghe, Thúy cô Thái Thanh đó. Dạ dạ. Đại khái là tam ca của thời đó là phải ngựa phi đường xa đi. Dạ đúng rồi. Thì mấy ông đó là thương chị lắm, coi như là bé nhất trong diễn viên mà. Dạ. Hai chú đó rất là thương, bố Hoài Trung cũng thương chị lắm. Mấy nói là con không có sợ gì hết á, con diễn bố chỉ con sao con diễn vậy là không có sợ. Chứ tâm chị nói con không biết diễn nha bố. Nói nói không sao đâu, con cứ diễn đi. Bây giờ hát con cầm ly nước lên. Không mời vậy thôi. Mà diễn điện ảnh dễ lắm em ơi. Vậy hả? Không có giống như kịch của mình đâu. Kịch thì phải giống như tập trung liền, cao độ liền lạc. Liền lạc liên tục. Còn điện ảnh ví dụ như vậy, Nga ơi em đi không? Ví dụ như là một câu xong ngưng. Rồi cái ngưng người bên này trả lời em đi chứ chị này, cái đại khái dễ lắm. Có nhiều khi chị thấy nhiều diễn viên á diễn theo đạo diễn giống như không có cái sáng tạo của mình. Dạ. Em có công nhận không? Dạ đúng rồi. Đạo diễn kêu sao làm vậy đó. Là hồi xưa chị cũng vậy. Cho em hỏi một chút xíu cái thời điểm mà chị ly hôn với anh Quang Bình á, là thời điểm đó là chị phải nuôi con hay là như thế nào hả chị? Chị nuôi con luôn. Lúc đó thằng lớn nó đã đi làm rồi, còn con gái nhỏ thì chị nuôi. Chị lo cho đứa con của mình. Nhưng mà cái thời điểm đó chị nuôi con một mình như vậy á, nó có gặp cho chị cái khó khăn gì không chị? Không, chị thấy bình thường. Có nghĩa là cuộc đời của chị rất là lạc quan với những cái câu chuyện xảy ra, chứ không đến nỗi mà bi đát quá. Chỉ có cái tâm hồn của mình là đóng cửa lòng lại, không có cho ai xâm lấn vô tình yêu của mình á. Đợi kỳ quá dạng. Có khi nào mà mình tới cái tuổi này là có khi nào chị ngồi chị hối tiếc, chị nói trời ơi phải chi mà mình hồi đó mà mình yêu để bây giờ mình có một gia đình để mình không có bị cô đơn hay là bị buồn khi tuổi về già. Đâu có già đâu có buồn đâu. Tới bây giờ chị mới thấy chị happy. Có buồn những năm đầu mới ly dị thấy buồn, tại vì mình không muốn bồ với ai nữa hết, coi như là mình bị thương á, bị cái thương quá nặng. Nên chị nói thôi chắc không có bồ với ai. Nhưng mà thằng con chị nó là người khuyến khích chị nên đi chơi, nó thấy nhiều người mời chị đi ăn đi uống rồi tới nhà kiếm thì kia đó. Nó nói má đi chơi đi, má đi ăn đi uống rồi má về chứ đâu có phải gì là đi đâu là nó sợ. Chứ là chị mới đi. Khi đi nhiều khi có đi nhảy đầm tới khuya mới về. Có đi nhảy đầm nữa. Má không đi thôi chứ đi tới khuya mới về. Không đi thôi, đi cái cũng bạc mạng luôn không? Nên hôm nay là rất là cảm ơn chị Trang Thanh Lan đến đây chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình, và cũng rất là nhiều điều bất ngờ, và cũng rất là thương chị, một người phụ nữ cũng đa đoan, chu toàn, một mình. Nhưng mà cái một mình của chị rất là hạnh phúc. Bà này lúc nào bà cũng thấy bà tỉnh tỉnh, bà không làm như bà không biết buồn. Buồn chứ, nhiều khi cũng buồn nhưng mà nó phớt qua thôi chứ không có phải là buồn nhiều. Dạ. Cái nghĩa là mình chung quanh mình còn nhiều người mà. Đâu phải là một người đâu. Rồi, cảm ơn chị Trang Thanh Lan rất là nhiều. Hôm nay có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị. Con thì lại là con của mình chọn con cũng không được, mà mình chọn người kia lại càng tại không vì, được. Tại vì cái trứng đó cũng không phải là của người đó. Cái trứng đó là của một người khác. Chỉ có là được thần phụ tinh là từ mình thôi. Thì cái trứng đó cũng không phải là của người phụ nữ đó. Cho nên là mình cũng chỉ biết cầu nguyện đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thì người phụ nữ đó họ quyết định là họ sẽ bỏ con. Thực sự là cái câu chuyện tới thời điểm đó thì cái quyết định đó nếu mà trường hợp bất đắc dĩ thì mình cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, lúc đó là cũng 8 tháng mấy rồi. Là đúng rồi, là lúc đó là mổ ra lấy được mà. Đúng rồi. Tức là mổ ra thì lấy được, nhưng mà tự nhiên
thì cái nhà đó cầu là nguyện suốt mình đi cầu nguyện thì mình đi cầu nguyện xong rồi ngày sau đi về thì hai ngày sau là bé được chào đời. Dạ, và lúc đó thì và chào đời là sinh tự nhiên luôn. Dạ. Wow, mình đúng rồi, là tại vì lúc đầu thì mình muốn trời. Là mình muốn là mổ trước sinh tự nhiên mà sinh nhân trần là lâu lắm đó con. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đó đó, đó thì nó khá là thuận lợi. Nói chung là mình nghĩ là ông trời cũng thương mình. Đúng rồi. Tại vì chia sẻ thêm vấn đề này cho nhiều bạn cũng thắc mắc trên mạng xã hội á. Mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà gọi là con chung. Tại vì đối với họ con chung là phải có chung về huyết thống. Dạ, thì mình cũng chia sẻ luôn. Tại vì ngay từ đầu quan điểm của mình á là muốn tìm con của anh Huy. Anh Huy có nói là mình tìm hai đứa con, một đứa của anh, một đứa của em. Nhưng mà thật sự thì thứ nhất là mình Quốc muốn anh Huy làm tròn cái vấn đề đó trước. Tại vì đối với Quốc từ trước giờ, chuyện con có chung huyết thống của mình hay không không quan trọng, mà mình quan trọng là đủ tình thương hay không. Tại vì chính bản thân Quốc là người bị cha ruột của mình bỏ từ lúc 6 tuổi và không quan tâm, không chăm sóc gì, thì mình nghĩ cái chuyện mà tình thương với lại huyết thống nó cũng không quá quan trọng. Và khi mà nó thật sự là thời điểm mà khi mà sanh được bé Bon xong mà nó hạnh phúc, và đó là cái mình tổ chức liền cái đầy tháng cho em Bon. Thì lúc đó mình có nói là mình không biết bọng bé nên là Quốc mình sẽ dùng Quốc bồng giùm bồng phụ mà cũng tin là ba gia đình không ai biết gì hết. Lúc đó mẹ chưa có thấy đúng chưa rồi đúng mọi người vẫn chưa hiểu rồi nè. Xong tiếp tục thì nó là giờ có con gái rồi thì tìm thêm một đứa nữa để cho hai đứa nó có bạn có bè. Ở đâu biết rồi đem về thôi. Ủa, mẹ không hỏi là mẹ của con bé đâu hả? Đúng rồi, đâu biết nó mang về. Xong rồi tới bé thứ hai. Bé thứ hai sinh ra thì mình tổ chức một cái buổi. Lúc đó là bắt đầu mời các cậu, các dì vô rồi. Nhưng mà một vài cậu dì thôi. Những người lớn, những người mà có cái sức ảnh hưởng đến ba má, để mà những người đó hiểu mình trước. Thì hôm đó mình cũng đã khơm ao nhẹ nhẹ. Mình có khơm ao nhẹ nhẹ ở trong cái buổi tiệc đó cho gia đình, bạn bè, người thân và trong cho gia đình. Đúng rồi. Đó, tức là phải làm sao cho gia đình mình chấp nhận dần. Đó, thì sau đó thì các cậu, các dì bắt đầu ủng hộ. Bắt đầu ủng hộ. Đó, tại vì mấy cậu vậy khuyên dữ lắm. Đúng rồi, đó là khuyên ba má. Đó. Xong rồi là tới 24 tháng 4 vừa rồi là nhân dịp tân gia, là một ngày rất đặc biệt luôn. Là ngày đó là ngày sinh nhật của ba Quốc luôn. Rồi ngày sinh nhật của em Bin luôn. Tức là rồi, ngày âm lịch thôi chị. Đúng rồi. Rồi cùng vào thời điểm đó là kỷ niệm 12 năm. Vừa tròn 12 năm. Tức là 24 mình. Tháng 4 2011, 24 tháng 4 2023. Và là cái ngày đó rất đặc biệt. Giống như là tất cả mọi thứ đặc biệt. Và mình tổ chức một cái buổi giống như là mình ghi là full house party. Tại vì thực sự ra mình nghĩ là ở Việt Nam mình có câu chuyện mà gọi là marriage của những cái couple như vậy thì vẫn chưa có được là đồng thuận. Nhưng mà trong đó mình có ghi tên thiệp là vẫn có wedding. Và trong đó mình vẫn có ghi là sinh nhật của Bin. Ở trong đó có ghi tân gia này là đầy đủ các tiện, kiểu. Tiện. Đúng rồi, tiện. Nhưng mà thật ra mình nghĩ á, đối với một cái đám cưới ngay từ đầu mình nghĩ là ở với nhau 12 năm, đã có con rồi thì chuyện có đám cưới hay không không quan trọng. Nhưng mà anh Huy vẫn muốn làm đám cưới. Nhưng mà thật sự là sau khi đám cưới rồi mình mới thấy nó không có giống như mình nghĩ. Vậy hả? Nó khác hơn. Dạ, nó khác hẳn. Chính xác. Khác sao? Mình được mọi người công nhận. Tức là mình rất là xúc động, cảm giác vẫn còn giữ nguyên cái đó. Được tất cả các cậu, mợ, dì họ chúc phúc. Dạ, mặc dù là mình có thể tự chủ về kinh tế, tự chủ về tất cả mọi thứ, tuy nhiên mình vẫn cần một cái sự công nhận của ba má và công nhận của tất cả cậu mợ. Thì tại vì thực sự ra như vậy ngày đấy là ngày quan trọng ấy. Đúng rồi. Thực sự là bản thân em ấy cũng làm đám cưới trễ, có con xong rồi có em bé rồi xong làm đám cưới. Thì anh cũng biết đấy, tâm lý phụ nữ vợ mà lúc nào chẳng muốn trong có ngày trọng đại đấy để ra mắt với họ hàng và tất cả được những lời chúc mừng chúc phúc á. Mà đợt ấy dịch mà lâu lâu em nằm kế bên này cứ thấy vợ em lướt quay váy cưới. Cưới thì mình nhìn thì mình cũng thật sự bản thân mình nhắc khéo không phải mình nhìn mình cũng buồn thật. Mà cái này tinh tế lắm mới phát hiện chứ không phải ngủ mất tiêu rồi sao thấy. Và lén lén đâu. Đúng rồi, là tại vì như vậy nè, tại vì á giống như Khoa nói vậy đó, thật sự ra kết hôn là gì? Kết hôn là nó có hai vấn đề. Một là cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Cái tờ giấy lộn nó để trong nhà đâu ai thấy, đúng không nè? Nhưng cái thứ hai đó là gì? Đó là cái công bố cái mối quan hệ của mình với người thân, gia đình và bạn bè và xã hội. Xã hội ở đây là gì? Là những xã hội nhỏ từ gia đình mình, xã hội nhỏ từ cộng đồng, xã hội nhỏ từ người thân, bạn bè, từ khách hàng. Thì cái đó mới là một cái điều mà đối với mình làm cái điều đó, nên khi mình có đầy đủ, thứ nhất về mặt kinh tế mình không cần phải lo lắng nữa. Hiển nhiên rồi, ai cũng nói là có tiền có quyền đúng không? Không phải. Không phải.
có tiền thì mình có thể làm được những điều mình muốn, nhưng phải có sự đồng thuận về mặt người thân, gia đình và bè. Nhưng mà để làm được điều đó, mình phải thuyết phục họ từ từ. Tại vì bản thân người ta nghe vô, ta cũng sốc. Đúng nhưng không? Mà em nghĩ là mình thuyết phục qua cách sống của mình. Đúng rồi. Tức là khi mình đã có tiền rồi là một chuyện, mà mình đối xử trang hòa với họ, tôn trọng họ. Nhưng mà nãy giờ thuyết phục phía bên nhà của anh Huy, phía bên nhà em thuyết phục sao? Bên nhà em thì thật sự là cậu em đã biết từ lúc mà bé Bon đầy tháng á, tại em có nói với cậu. Lúc đó cậu mới biết luôn. Trời đất ơi, hai người với mình mấy năm luôn á. Tại vì sống xa nhà mà. Sống mình, xa nhà mà mình giấu kỹ lắm. Ba mẹ cũng mất là mất sớm. Yeah. À ba mẹ quốc mất sớm là cũng mất năm 2017 là mẹ mất quốc. Mẹ của quốc mất. Mẹ của quốc mất vào năm 2017. Rồi sau đó là năm 2018 là ba của quốc mất. Thì quốc chỉ còn lại người thân duy nhất là cậu thôi. Mà thời điểm đó là chưa có em Bon. Chưa có em Bon. Em Bon là tới sau năm 2021. Hai mươi hai là Bin. Hồi nãy em có nghe là cô chia sẻ là từ nhỏ là không ở chung với bố mẹ hả? Em không ở chung với bố rồi. Mẹ em chỉ ở chung với mẹ và ngoại và cậu. Đó, Quốc ở chung. Nên là cậu là coi như là ông cha của Quốc vậy đó. Mỗi lần trong nhà là dắt ông Huy theo, là dắt theo thành bạn thôi. Đúng rồi. Đó, rồi đó. Nó ngủ chung không cậu? Dạ, thì đó cũng ngủ chung. Ở dưới quê mà đâu có chỗ đâu, thì hai thằng trai ngủ nhau bình thường. Tức là khi mà mình về như vậy, kể cả Tết nữa, mình cũng dẫn Quốc về. Rồi hai đứa cũng ngủ chung. Vậy đó, nói chung là sống sinh hoạt. Ngày xưa là ăn dầm nằm về ở nhà ba má Long Xuyên là nhiều nhất nè. Nhưng mà cậu ơi, khi mà nghe tin mà tổ chức đám cưới thì cái cảm xúc của cậu như thế nào ạ? Đã đám cưới của cháu nó nhưng mà lại là hai vợ chồng cậu á suy nghĩ những điều giống như là mình bất ngờ. Đó rồi mình thương cháu rồi lúc đầu á là cậu cũng hai vợ chồng cũng cái cảm giác chắc cũng giống như anh chị á, mình cũng có nhắc Quốc là tuổi con cái này lớn rồi, lập gia đình, nói đó chuyện của con cậu đừng có lo. Thì dần dần lớn á, nhưng mà cái tình thương của cháu nó lớn quá, là cảm quá mình. Rồi khi nó báo đám cưới rồi đó là thôi cậu quay qua hai vợ chồng ủng hộ tối đa, rồi thấy cháu nó thành công này kia, mình rất là giống như nó cảm quá được được cậu luôn. Cậu có một cách nhìn khác hồi trước đó, là cậu có một cách nhìn giống như nó lạ. Rồi hai vợ chồng cứ trao đổi nhau, nhưng mà cuối cùng mình thấy cháu nó sống tình thương lớn rồi. Nó cũng cho mình nhiều cái để mình cần phải suy nghĩ, phải học nó nữa. Thành ra thôi ủng hộ hoàn toàn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Thực sự ra là khi mà tụi mình bắt đầu cái câu chuyện của mình á, nó tóm lại là gì nè, là để có thể come out thành công thì đầu tiên là mình phải sống với những người trong gia đình của mình. Đúng. Làm sao mà họ cảm thấy cái mối quan hệ này là tốt. Và thứ hai nữa là người ta cũng quan trọng là có một số gia đình họ sẽ quan trọng là có con. Thì mình cũng thuyết phục được họ là tụi tôi vẫn có con. Cái ngày như ba má mà không có con là không. Đúng rồi. Đó, thì cái thứ ba nữa là đó là bước đi cuối cùng của con. Nhưng mà ba má không thấy nó có hai đứa con là quá rất là buồn. Sự em cảm nhận được cô là một người cực kỳ thương anh luôn. Đúng rồi. Cô em bé là có cháu nội, nhưng mà quan trọng là nãy cô nói là có cháu để sau này chăm sóc cho anh. Đúng rồi. Cái đấy là đúng là tới ngày hôm nay cô đã lớn tuổi như này rồi mà vẫn còn lo lắng cho mình như vậy thì đúng chính xác. Thì thật sự là quá tuyệt vời. Ta nói là nước mắt chảy xuống mà đúng không? Đó, nên đó là cái cho nên kể cả bí quyết mà come out thành công á, tức là con trước hả? Dạ không, tùy vào gia đình. Tùy vào gia đình. Tức là mình phải hiểu được bố mẹ, hiểu được người lớn trước kia đã. Chứ mình không thể nào mà yêu cầu họ phải thông cảm cho mình. Chính xác. Dạ. Tại vì mình không thể nào mình ép người ta theo cái quan điểm mới. Tại vì người ta sống đúng, chính xác. Thì thực sự ra cái plan này là suốt 12 năm. Và tụi mình mất 12 năm. Mất 12 năm các bạn. Sinh được hai đứa con. Cho nên là ba đứa chứ là quan trọng nhất là con cháu. Đúng rồi. Cho nên đó là câu chuyện mình phải cảm ơn với gia đình. Còn thực ra 12 năm đó mình dành để mình có thể gọi là test thử tình cảm của nhau, coi có đủ gọi là gắn kết để ở chung với nhau hay không nữa. Cái có em bé có cháu là một điều quan trọng. Nhưng nãy cô có nói là quan trọng thấy tình cảm, yêu thương nhau và hiểu với nhau. Cái đấy là
là cô yên tâm đúng không? Đấy. Ông này cũng có nhiều. Cô còn nói là biết đâu lấy vợ nào về. Đấy, biết cô là nói là nhớ đâu lấy vợ nào về, đánh cho nó bỏ đi đấy. Quan trọng nhất là tình cảm của hai vợ chồng yêu thương nhau. Vậy là chắc má cũng biết cái tính của con má như thế nào đó. Really? Ông này đó là ổng hay nhăn. Nhăn hả? Ừ, ổng hay nhăn lắm. Ổng gì ổng cũng nhăn, ổng khó tính. Ông này rất là khó tính. Mặt dễ thương hiền hậu vậy. Ờ đúng rồi. Đó, mình nó thì tính hay hay nhây. À mình nhây hay giỡn. Hồi nãy em được nghe câu chuyện một mối tình tới ngày hôm nay ngồi ở đây là một mối tình đẹp, mối tình mà tới ngày hôm nay là hạnh phúc ấy. Thì em chỉ có hai câu hỏi thôi, trong 12 năm đấy thì lúc nào là lúc mà mình buồn nhất và lúc nào lúc mình hạnh phúc nhất? Tại em thấy kể ra trong 12 năm đấy em thấy có rất nhiều lúc mà mà sóng gió. Thì cái giai đoạn, cái khoảng thời gian nào là mình buồn nhất và tới ngày hôm nay lúc nào là mình hạnh phúc nhất? Khoa muốn nghe buồn nhất hay là vui nhất? Thôi mình buồn trước đi. Buồn hả? Nếu mà buồn nhất là có thể vào giai đoạn 2017. 17. Là, tại vì giai đoạn đó là công việc của Quốc và Huy là hai công việc khác nhau. Ông thì có thuyết phục Quốc là về quản lý chỗ cho anh Huy, nhưng mà thật lúc đó là Quốc chỉ nghĩ rằng á là nếu mà không biết là doanh nghiệp của anh Huy mình về làm chung như vậy đó, sau khi mình bị lệ thuộc về công việc rồi mà lương, tức là cuộc sống kinh tế mình không đảm bảo ổn định thì tóm lại là chưa đủ tin tưởng ổng đó. Dạ, cho nên là thời điểm đó hai đứa bắt đầu xảy ra xích mích, thì có một cái người thứ ba chen vào. Mình cũng đã có chia sẻ về trong cái tập Khmer vừa rồi. Dạ, thì anh Huy có một người thứ ba xuất hiện, thì thời điểm đó là mình tuyệt vọng và mình bỏ nhà đi. Dạ, thời điểm đó, nhưng mà tuy nhiên là chia tay chỉ có 2 tháng thôi. Dạ. Rồi xong rồi quay lại. Má nhớ thời điểm đó không má? Không biết. Má nhớ cái thời mà. Thôi rồi, má quên rồi. Không, phải nhớ. Bữa nào con kể má nghe. Nhớ cái này vui vui rồi, nhớ cái buồn. Vui nhất là vui gì? Kể đi, Quốc kể sẽ dễ thương lắm. Dạ. Thời điểm mà em cảm thấy vui nhất là khoảng thời gian năm 2011, là lúc mà hai đứa mới vừa gặp nhau á. Nó mới vừa gặp nhau, mới vừa gặp nhìn những cái tốt của nhau thôi. Dạ, phải nhất là lúc vừa mới yêu đúng không? Phát sinh từ đó phải không? Dạ, phát sinh từ đó phải không? Dạ. Tình yêu phát sinh từ 2011 chứ gì? Từ lúc gặp nhau rồi, từ lúc gặp nhau rồi. Dạ, tụi con đã thương nhau rồi. Cho nên là nó trà trặc rồi. Sao vậy? Sao vậy? Lúc đó hai đứa mới gặp nhau làm gì có yêu nha. Không, má đúng không? Con đồng ý với má nha. Tại vì thời điểm nó mới gặp nhau có thể không yêu nhau, nhưng gọi là tiếng sét ái tình đó. Duyên. Dạ, thì mình đi từ cái gọi là quen biết, thích nhau qua những cái cảm xúc. Và những mình còn trẻ mà. Xong rồi sau đó mình mới đi từ tình bạn. Rồi từ đó mới đầu sau 12 năm mình mới thấy mình yêu, mình mới cùng nhau xây dựng gia đình. Nó giống như vậy. Ông này á thì ổng được cái á là ổng chịu lắng nghe, nhưng mà phải đợi ổng nguội, tức là ổng cũng nóng tính hả? Ờ đúng. Dạ, rồi ổng cũng phải nguội hồi mình nói, mình chêm cho ổng nhẹ nhàng và một hai bữa sau nói cho ổng nghe. Mà chịu nghe. Chịu nghe. Rồi còn mình á thì mình là thẳng thắn, mà nóng. Mình là nóng tính. Không phải, tức là mình thì là mình thuộc dạng người chi tiết. Tại vì mình phải cái đó phải phân tích nó làm sao ABCD các kiểu đó, thì nó mới phải cầu toàn. Trắng đen là đen hả? Dạ. Anh Huy với Quốc là hơi trái ngược với nhau về tính tình chút. Chẳng hạn như hồi nãy em có nói về cái lo xa chuyện đi học của con, trong khi mới có 2 tuổi à. Nửa đêm 12 giờ mấy khều khều, Quốc anh thấy cái trường này được nè. Nói kìa, không, anh ngủ đi. Còn tới 4 năm nữa lận rồi, tới đó mình tính được không? Anh ơi, bố làm sao có 8 cái trường khác đẹp hơn? Đúng rồi. Tại vì nè, thí dụ như em muốn con em mà ví dụ học gần công. Ok, là bây giờ phải tìm coi, thí dụ như tìm cái nhà gần đó, rồi để nhập hộ khẩu vô chỗ đó, rồi để sau này đi học trường công ở đó, còn đi học trường quốc tế. Gia đình lời khuyên là không, con em 6 tuổi cho anh lời khuyên nha. Rồi. Khoảng chừng 4 tuổi thôi là nó đặt đồ anh ngồi đó, anh khỏi tính. À vậy hả? Con em đi học đó, là em dẫn đến trường, em hỏi là con thấy trường này ok không? À. Con thích không? Con thấy cái này có vấn đề, kia vấn đề, đi trường khác. Lượt đi một giao 10 trường, con muốn học trường nào con ơi? Nó chỉ cái trường nào học cái trường đó anh nha. Ok. Cũng là một cái ý hay, tại vì thời điểm đó nó có một cái cảm quan. Đúng rồi. Tuổi thôi là tụi nó biết rồi, biết con muốn cái này, con muốn cái kia, tại sao con phải làm cái này vợ, lý do là gì? Nó hỏi vậy đó. Ok, thanh kêu em. Không, tại biết sao không? Vì cũng có những cái lo lắng, ví dụ giống như cái trường đó rất là ok luôn. Nhưng mà nó rất nổi tiếng luôn, nằm trong top 10 của
đó. Nhưng mà cái bên đó là có đường ray xe lửa nó hơi ồn. Mình thì rất là sợ thì lo về đó. Đó hoặc là có cái trường đó trời ơi, cũng nằm trong top 10 luôn, cũng quốc tế, cũng ngon lành, học phí cũng ok, nói chung là mình cảm thấy ok, nằm trong một cái khu rất là lớn luôn ở Thủ Đức, nhưng mà máy bay bay ngang đó thì mình lại có những cái lo lắng. Mình có những cái mình cái, những cái lo lắng nhỏ như vậy đó. Okay. mình bị kỹ đó. Bị stress hay chuyện đó. Đó nên là như vậy thôi. Thì cảm ơn Khoa với chị Thảo với Thảo đã mời mình đến cái cuộc đến nhà của Khoa với Thảo ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mình lại có việc rồi, mình xin phép Khoa với Thảo nha, có thể ba Thảo ngồi trò chuyện tiếp với Quốc với ba má và cậu. Dạ, rồi, tốt nha. Chào mọi người. Rồi, bye bye cả nhà. Em chào anh nha. Chào cả nhà nha. Thật sự thì là chương trình nhà có khách mà, thì đôi khi khách tới chơi thì cũng có những công việc đột xuất thì khách thì phải đi để giải quyết công việc thôi. Nhưng mà gia đình mình thầy dạ, dạ bây giờ đi công việc thì mình lại bắt đầu câu chuyện tiếp. Dạ. Không biết là nãy giờ thì anh Huy đi rồi thì không biết là nãy giờ mình dành cho những lời gọi là tốt đẹp cho nhau rồi, những cái mà lẽ con người mà lãng mạn, những cái mà cũng có những cái vất vả khó khăn nhưng mà nó chưa phải là cái gì quá. Dạ. Thì nếu mà nói về anh Huy thì cái tật xấu gì mà cũng thấy là vừa đi cái nó xấu liền luôn á trời. Hả? Vừa đi cái nó xấu liền luôn á. Không, cái này là trùng hợp thôi. Đúng lúc em định vậy thấy em nói xấu thì anh Huy cái này mà, nhưng mà mình nói sau lưng, mình nói sau lưng nhưng mà được cái sao biết nhiều người biết hết chưa. Dạ. Thì nói về tật xấu của nhau á thì Quốc cũng có tật xấu và anh Huy cũng có tật xấu. Dạ, nhưng mà đối với anh Huy thì anh Huy khá là người khá hoàn hảo trong mắt của Quốc. Dạ. Tại vì đối với Quốc, một người đàn ông hấp dẫn Quốc thứ nhất là người mà hấp dẫn mình á là học giỏi nè, có chí lớn đó. Còn những cái tật xấu nho nhỏ như là bừa, anh Huy thì chỉ có cái bừa bừa bộn thôi, má biết nè, uống ở đâu cái ly nước rải đó vậy má. Nó xóa từ nhà trên xuống nhà dưới. Cái này là em nói xấu nhưng mà có má xác nhận nha. Là bừa. Dạ, bừa, hơi bừa tí xíu. Với lại kiểu hay sai á, nhiều khi mình đang bực bội cũng chết, đang ngẫm con nó khóc sùm chứ, mà uống nước càng nó cũng kêu Quốc ơi lấy gì mình ly nước. Đó, cho nên là mình chỉ bực những cái lặt vặt vậy thôi. Nhưng còn nói về những cái thật xấu mà có thể không chấp nhận nhau được thì chắc chắn là gia đình Quốc là không có. Tại vì sau 12 năm đủ va chạm, trong thời gian 12 năm nó đủ xảy ra nhiều chuyện để tụi Quốc có thể chấp nhận và khoan dung cho nhau hơn. Dạ. Nó cũng không xấu lắm mà, nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Yêu quá muốn xấu tới cỡ nào. Chị nghĩ là cái này là em yêu quá rồi, em không thấy gì nữa cho dạ em mở. Không, nếu mà trước đó khoảng 1-2 năm đầu thì chị nói vậy em chịu. Còn bây giờ là mười mấy năm rồi mà giờ là thương chứ hết yêu nổi. Thôi chị, cậu sẵn nói cái xấu á, là cậu có ý kiến một cái như thế này hôm nay á, là được gặp Thảo rồi gặp Khoa với lại gặp Huy Quốc đây á, nghe rồi anh chị đây ha. Thì theo nãy giờ nói thì cậu tự nhiên cậu có suy nghĩ ra một cái này, tức là khi hồi mình yêu nhau, bạn bè hay gì đó là mình ưa nhìn cái tốt của nhau, nhưng mà cậu nghĩ trong quá trình nếu mình đã sống là một gia đình rồi đó thì mình phải chấp nhận những cái xấu của nhau cái đã. Phải chịu thôi. Đúng rồi. Thì cái đó là cậu nghĩ đó là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà mình không chấp nhận cái xấu của nhau đó thì đâu có được con. Nhưng mà cái đâu có người hoàn hảo. Đó dạ, thì đó thì cậu thấy gì? Rồi á là ai cũng có gia đình hết á. Cái đó nếu mà mình chú ý cái điểm đó thì cậu nghĩ có lẽ là mình chuyển cái năng lượng đó thành một cái yêu thương quý. Là hỏi là lúc mà cậu biết giống như là Quốc Đương Huy về, cậu có vừa ý không, có chỗ nào không vừa ý không? Sao con vừa có chỗ nào không vừa ý? Lúc mà Quốc Huy che giỏi lắm. Ôi vậy hả? Tất cả người lớn, tất cả mọi người gặp anh Huy lần đầu tiên đều thương luôn à. Vậy hả? Đúng rồi con, tức là khéo mình khen không à, chưa có đúng rồi, mình thấy vậy rồi. Khi mà mình biết ra được đó thì rồi mình dễ chấp nhận lắm. Nó tốt quá, đúng tốt rồi mà. Giống như đó, nó cũng là một cái điểm thuyết phục. Có khi nó khéo, nó thuyết phục mình trước, mình không hay. Đó. Hay quá à. Còn cô với chú à, cô chú nhận xét sao về Quốc à? Cô có hài lòng không? Có cái gì mà không nên không phải không? Thì cô có góp ý thẳng ra. Này cô, Quốc thì đấu với cô là không có gì hết trơn. Dạ. Cô coi nó như con. Mà nó thì cô thích nó cái chỗ là nó biết chăm Huy. Dạ. Bằng Huy là cục cưng của cô. Đúng. Trời ơi, xuất sắc chưa? Cô thấy nó chăm Huy thì cô cũng mừng, cô yên tâm. Hơn nữa là giờ có hai đứa con là chắc ăn rồi, chắc cú rồi. Chắc cú rồi. Chuẩn bị thêm một bé nữa. Thêm một đứa, hai đứa gì nữa cũng được hết trơn. Đúng rồi. Càng nhiều càng tốt. Đó là rất là hài lòng với. Cái đầu tiên là cô buồn lắm.
Dạ. Thế được mấy đứa em con vô con khuyên. Dạ. Mấy đứa em cũng được lắm, cũng thương tụi này nó khuyên thôi chị đừng có buồn, giờ xã hội này đầy hết trơn. Đúng rồi. Dạ. Chứ không phải riêng cặp bây này giờ không. Bây giờ là mình phải cảm thấy nó bình thường. À. Là bình cho thường nên là thật sự thời điểm đó em okay. cũng biết má có những cái suy nghĩ đó. Ừ. Nhưng mà mình thì mình sẽ phải hiểu là người lớn họ sẽ không có tiếp xúc quá nhiều với những đúng cái rồi. Câu chuyện mà mang cái thông điệp tốt. Má không biết đúng được rồi. Như có những cái cặp đồng tính nhưng họ vẫn sống với nhau rất là hạnh phúc tới già và họ tạo ra những cái giá trị cho xã hội. Cho nên là mình cũng phải thông cảm cho má và phải làm cách như thế nào cho đủ khéo léo và đủ thuyết phục được cho ba với má chấp nhận. Chứ tự nhiên mình cầm về trời ơi, à, vợ con là con trai nè là sao mà má chấp nhận được, sốc luôn. Chị mất hẳn 12 năm từ vô tâm lý má. Dạ, cho nên đó là cũng cái câu nói mà em nói với má thời điểm mà báo trước ngày đám cưới. Quốc có nói là má đáng lẽ má phải thương tụi con hơn, là tụi con mất 12 năm để chứng minh và cố gắng rất là nhiều để đi tới cái đám cưới ngày hôm nay. Chứ nếu mà đối với các anh đi thì chỉ cần nói với má, má ơi con thương bạn đó cưới cho con là má sắp vàng sắp tiền đi cưới thôi. Không, hồi nãy thấy thật sự là hai má con nói chuyện với nhau mà dành cho nhau những cái tốt đẹp quá. Thì bây giờ là để kiểm chứng được cái điều đấy thì bây giờ là cùng chơi một trò chơi nhỏ đi. Yeah. Xem là con dâu đi có hiểu ý là mẹ chồng không nhá. Yeah. Nhỏ thôi, một trò chơi rất là thú vị và cũng đơn giản thôi, để coi là nàng dâu có hiểu ý mẹ chồng hay không. Bây giờ thì đây đưa Quốc một cái bảng với một cái bút. Bây giờ thì hỏi những câu hỏi liên quan tới má và em trả lời ghi vào đó xem là có chính xác hay không. Dạ. Sau khi trả lời thì sẽ kiểm nghiệm cái câu trả lời. Má của má sẽ trả lời trước rồi mới coi của em. Ừ, mình được nghe. Không, em không, trước mình trả nghe. Lời trước. À, hả? À, hả? Dạ. Bây giờ hỏi đi. Chị hỏi trước. hay là ba bây giờ mình sẽ chơi khác bình thường một chút xíu, là má cũng cầm một bảng má viết luôn xong rồi cả hai cùng lật một lần để coi thử là coi nó có giống nhau không. À cũng được. Dạ. Má viết nha. Con hỏi câu hỏi xong ngày hai cả hai má con đều trả lời nha. Sai có kỳ cũng má ha. Có không có sai đâu hả? Cuộc sống đâu có gì hoàn hảo đâu. Đúng rồi, mình phải nói trước. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi là ngày sinh nhật của má là ngày nào? Là ngày 25 tháng 8. Ủa, giờ con nhớ rồi má. Không, cái này là phải nhớ. Trời ơi, muốn rồi. Trời. Năm luôn nha má. Ủa đâu con nhớ đâu phải ngày 25 ta. Má còn rồi. Xong chưa? Xong chưa? Hai, dạ, thì xong. Thấy nàng dâu tự tin lắm. 2, 3 25 tháng 12. Bây giờ nhớ 24 mà má. Đâu, 25 ngày trăng ngày. Vậy đúng được cái ra. Tháng ngày... Ờ, biết sai rồi. Ngày Chúa sinh ra đó. Lại có một ngày thôi. Dạ đúng rồi. Là bình thường chứ ngày Noel đúng không? Dạ cũng 99 điểm rồi. Tự cho 99 điểm luôn. Sai với đúng thôi. Lỡ có sai thì con nói má là coi là sinh nhật sớm. Câu thứ hai nào? Bây giờ câu này gỡ lại nhá. Dạ. Món ăn má thích nhất là món gì? Má cười của bé đó chắc thắng chắc rồi. Thì coi nó viết có đúng ý mà nào. Ê, má viết thử được ghi một món thôi đúng không? Và một món ăn thích nhất. Một món rồi hả? Món thích nhất má thích nhiều lắm nha. Thích nhiều á hả? Món gì vậy trời? Má còn không biết. Vậy cứ ghi vài món này cho nó chắc. Ừ. Hay là gọi là nhất một cái bài món. Mắm nêm. Món trên cùng sẽ là món mà đó, còn má, có ghi nha. Xong rồi má còn không có, em ghi trước nha. Mắm. Ba khía mắm. Đúng không? Má nói ba khía đúng không? Chính xác. Mừng. Ủa ai vậy? Ta con cũng biết hay. Trời. Nằm dùng 12 năm má ơi, nằm dùng 12 năm trời mưa dầm thấm lâu mà sao không biết. Người ta lợi hại vậy. Ô tiện này hỏi đi, có bao giờ nấu ăn cho má không? Dạ, tại vì có nhưng mà không có thường. Tại ví dụ như ở nhà có nấu món gì ngon thì có đem qua cho ba má ăn thôi. Dạ, chứ thường ngày là má thích tự đi chợ, má tự